Rồi em xin chào quý anh chị nha. Ngày mai là thứ năm. Đó, ngày 31 tháng 8 năm 2023. Đó, đài số kiên thiết. Đó, quản trị nha anh chị. Đó, quản trị nha. Đó, quản trị rất nhiều. Đó, có Quang Bình có 3 số thôi. 09 này. Và 45. 82 là 60 tờ thôi. Còn là đa số là đài quản trị nha anh chị. Bây giờ em sẽ lần lượt cái số cho anh chị mình xem nha. Bây giờ là con số này, đây là con số 09 nha anh chị. 09. 09 là con trao nha anh chị. Đó. Con trao 49 và 89. Đó. Chúng ta thấy con trao thì 49, 89 và 09 nha anh chị. Đó là con trao nha. Đó, trâu lớn, trâu nhỏ nha anh chị. Rồi, 04. 04 thì gọi là con công. Đó, con 44 và con tôm 4. 04, 44 và tôm 4. Đó, công lớn con nhỏ nha anh chị. Đó, công vừa nghe. Đó, thầy cái tịch nói như vậy nha anh chị. Rồi 05. 05 là con trùng. Đó, 45 và tôm lam. Không, là 05 nha anh chị. 05 là 45 và tôm nam. Đó. 05. Đó là con 07. Rồi, con 07 thì con 47 và con 87. Đó, 07 nghe, 07 là con heo á. 47 và 87 nha anh chị. Đó. Nãy con 0 05 là con trùng nha anh chị. Đó. Con 07 là con heo. Đó. Con 04 nãy là con công. Rồi, giờ em tiếp tục nha anh chị. Tiếp tục với cái đài con số hạng mậu nha anh chị. À, hạng mậu nha. Rồi. Con 14 là con mèo nhà. Con mèo lớn, con mèo nhỏ là 54 và 94 nha anh chị. 14 là con mèo. Đó, 54 và 94. Đó, con số 13 là con voi, 53 và 93. Voi lớn, voi nhỏ, anh chị người thấy chim bồ hay là anh chị gặp gì cái điềm gì đó nha anh chị. Đó. Rồi. Cái nào là con 16? Con 16 là con A. 56 và 96. Đó nha anh chị. Đó, tập con A nha. À, 22. Rồi. Rồi tiếp tục số 2 nha anh chị. 22. Số 22 đúng không? Rồi, 22 thì con chim bồ câu. Rồi, con 62 nữa. Đó, 22 và 62 nha anh chị. Anh chị có thể mua số đề nha. 22 62. Đó, 22 là chim bồ câu. Rồi 23. 23 là con khỉ. Đó. 23 và 63. Anh chị ngủ thấy chim bồ và cặp con khỉ là mua 63 và 23. Đó. Con 27. Con 27 là con rùa. Con rùa có tịch kèm theo nữa là con 67 nha anh chị, 27 và 67. Con 25. 25 là con ó. Đó, con ó, con 65 và con 25 nha anh chị. Đó. À, chị là thích số nào thì mua số đó nha. Rồi em sẽ qua hạng 0 và hạng 1. Bây giờ em qua tới hạng 3 nha anh chị. Hạng 3 là con số 31 đây. Đó, con 31 thì có kèm theo là con 31 nữa là con tôm nha anh chị. Đó, con tôm tiếp đó nha anh chị. Con tôm là 31 và 31. Đó, 34 là con 74 nữa nha anh chị. 34 là con 74 là con nai. Đó, 32. 32 là con rắn, kèm theo rắn lớn là 72. 32, 32 nha anh chị. Rồi, giờ em tới cái hòn nam này. Anh chị coi, mình coi cái hòn nam chơi nha. Rồi, hòn nam này. Đó, nam đây. À, 56, 59 và 58. 56, 59, 58 nha anh chị. À. Còn 55 trước nha anh chị. 55 là con số gì? Là con gì nha anh chị? Là con chuột nha. Con chuột nó con chuột lớn con nhỏ là 15 và 95 nha anh chị. À, 15, 95 là con chuột á. 58. Rồi bây giờ bắt đầu con số 58 là con 18 và 98 nó kèm theo là con mèo rừng. Đó, mèo rừng anh chị, mèo rừng nha. À, 58, à, 18 và 98 nha anh chị. 69 tiếp theo 69 nha anh chị. 69 nè. 69. Rồi tới bây giờ chúng ta tới hàng 6 nha anh chị. Rồi 69. 69
nó kèm theo là con lương có 29 nữa nha anh chị, 69 và 29. Mình cũng thấy con lương nha, mình bắt lương như được nhiều trúng mánh nha, mà ruộng nha anh chị. Đó, 69 và 29. Rồi tiếp theo là một số này đây. Số Nam đúng không? Hoàng Nam đó, hồi nãy Hoàng Nam. Hoàng Nam, số Nam. Số Nam 56. 56 là con An, có tạch 16 và 96. Rồi. Con số 64. 64 thì nó kèm theo con số 24 nữa là con X nha anh chị. Con X lớn hay nhỏ? Đó là 24 và 64 nha anh chị. 60. 60 là con rít. Con rít là rít chứ con rép ấy, trong nhà mình đó nha anh chị. Nó thường ở viên gạch rồi đó nghe. Đó, con rép á cán rất là đầu. Thì con số 60 bằng 20. Điểm lớn điểm nhỏ nha anh chị. Đó, anh chị mua 60 mua 20 cũng được nha. Rồi con 62 nè. 62 thì có nó kèm theo là con chim bồ câu. Tập chim bồ câu nha anh chị. Tập chim bồ câu là con 62 và 22. Đó, chim lớn và chim nhỏ nha anh chị. Đó. 62 là và 22 là con tạch chim bồ câu nha anh chị. Rồi. Và tiếp tục em sẽ qua các số hàng 4 cho anh chị nha. Đó rồi. Và số nã hàng 3 tới hàng 4 không rồi. Hàng 3 tới hàng 4. 43. 43 là âm tố là con 03 và 83. Nha anh chị, 03 và 83. Đó. 43 nha anh chị. 03 và 83 là âm tố nha. 40 và 40 âm tố luôn. 80 40 là âm tố nha anh chị. 45. 45 là 05 và 85 là con trùng. Trùng đất nha anh chị, có tịch trùng đất nha. Rồi 41. 41 là con cá trắng nha anh chị. Nó kèm theo có là tịch con 01 và 81 nữa nha anh chị. 41 là cá trắng nha anh chị. Rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu, mình sẽ tới hàng 7 nha anh chị. Rồi, hàng 7 là con số 78. 78 là nó ông địa là có 3 tóm, 3 tóm, 3 tóm là ông địa nha anh chị. 79 nè. 79 là kèm theo là thằng tài, thằng tài 39, 39 nha anh chị. Đó. 71. 71 là con tôm à. Con tôm là 31 và 31 nha anh chị. Rồi bây giờ qua đây, mình qua con số 80. Đó. 80 thì cũng là âm tố luôn. Đó, nhưng mà 80 nó kèm theo là 43 là âm tố. Tôm tóm là không tóm và bốn tóm nha anh chị. Đó, tịch đó nghe. Đó, là con thỏ nghe anh chị, con thỏ nghe là bốn tóm và không tóm. Rồi, 82. Tóm hai là con ấp. Đó, là con ấp là 02 và 42 là tóm hai. Đó nha anh chị, ba số 02 42 tóm hai. Con ấp tịnh ấp nha anh chị. Ấp nhiều trúng mánh nha anh chị. Đại Quân Bình đó nha anh chị. Đó. Đại phụ quê em nha anh chị. Đó, nhưng mà Đại Quân Bình ở ông Bình đại chính nha anh chị. Hai em là Đại Quân Trị đại chính, con số địa nha anh chị. Đầu con tóm 17 nè. Tóm 17 là kèm theo là tập con heo, nhưng mà tóm 7 nó còn con có là 07 47 nha anh chị. Rồi. Rồi con 99. 99. Rồi, thì chúng ta tới 99 nha anh chị. 99 là tập con bướm. Con bướm này là có tập bướm lớn bướm nhỏ là 19 và 59 nha anh chị. Rồi 97. 97 là con hoạt. Con hoạt à, con hoạt là chứ con hư cô cổ nha anh chị. Đó. Hoạt là chứ con lọt đòa rồi nha anh chị, con lọt đòa nha. Đó, là 97 là coi cho con hoạt là con lọt đòa đó. Nó kèm theo là con 17 và 57 nha anh chị. 97 17 57. 96. 96 là con An. Đó, kèm theo với con An lớn nhỏ là 16 và 56 nha anh chị. Rồi. Đó như những cái tập số mà em vừa quay cho anh chị mình xem. Đó, anh chị nào mua số thì hãy liên hệ với em nha anh chị. Đây, anh chị nào mua số liên hệ với em số tài khoản Adibank nha anh chị.
ngân hàng Agribank 451 220 527 3226, tên là Vi Ngọc Tài, số điện thoại 0968674712 nha anh chị. Rồi em qua ban đêm chứ ngày mình sợ không rảnh nha anh chị, số nhiều quá sợ không rảnh, đồ khách nó vô nên em quay ban đêm, còn có thể số ngày em sẽ đưa số lên nha anh chị. Rồi thì cảm ơn quý vị anh chị đã xem video rất nhiều, giờ này cũng 10 giờ mấy rồi, em nói khoan tiếng luôn. Rồi thì anh chị xem có gì nhận hãy đăng ký bấm chuông để nhận những clip mới nhất em ra nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều nha, đã ủng hộ và theo dõi anh bấm dây số của em nha anh chị. Chúc anh chị cô bác mình may mắn ngày mai phát lộc phát tài nha anh chị. Đó, em quay lại sơ lại nha anh chị, anh chị mình xem số nha, hôm nay số hơi nhiều và em nói cái tịch nữa cho nên nó hơi lao, nên anh chị mình thông cảm nha. Đó, rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha. Đó, anh chị mua số có gì liên hệ với em nha anh chị. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều nha, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị nha.